Xin chào toàn thể các bạn nhé. Hôm nay Phương Nam Mobile sẽ giới thiệu cho các bạn các sản phẩm mới về bên Phương Nam Mobile và bán rất chạy nhé. Có các mã từ hơn 1 triệu đến hơn 4 triệu. Anh em là fan của Sony hay Samsung hay là iPhone thì bên Phương Nam Mobile đều có nhé. Đầu tiên thì mình xin giới thiệu với các bạn là mẫu Sony Z5. Bên mình về rất là nhiều. Đủ màu. Hồng, xanh, vàng, trắng và đen nhé. Hiện tại sản phẩm này bên mình đang có giá là 1.250.000, bán lẻ rẻ như bán buôn. Anh em ủng hộ shop thì liên hệ mình trực tiếp mình qua số điện thoại 0368602222 để được tư vấn và gửi hàng nhé, sớm nhất nhé. Với dòng Sony này mình cam kết là nguyên zin 100% nhé, chưa qua sửa chữa nhé. Bạn nào phát hiện sửa chữa thì bên mình tặng máy luôn nhé. Đó. Có anh em nào ưng không nhỉ? Đây là bên mình còn chưa thèm vệ sinh này. Bận này. Đấy. Có những chỗ bận mình chưa thèm vệ sinh luôn. Sony Z5 thì bộ nhớ RAM của nó là 3GB nhé. Bộ nhớ ROM của nó là 32GB. Chạy chip Snap 810. Ok. Bỏ qua cái mã này sang mã khác nha anh em nhé. Tiếp theo đó là Samsung đi. Samsung bên mình về rất nhiều Z330, Z530. Màu xanh rất đẹp này. Z3 2017, Z3 30. Sản phẩm này bên mình đang bán với giá là 1.500.000 nhá. Quá đẹp đúng không anh em? Hình thức có một phẩy một tí ti đây này. Máy cũ mà anh em, thế này là quá đẹp rồi. Đó. Bên mình có màu đen và màu xanh nhá. Anh em nhanh tay đặt hàng nhá. Số lượng bên mình chỉ có 5 cây này thôi. Đó. 1.500.000 nha anh em nhé. 1.500.000 anh em đã sử dụng được sản phẩm Samsung Z330, Z3 2017 đó. Quá đẹp. Tiếp theo Phương Nam Mobile sẽ giới thiệu cho anh em Sony X-Performance. Sony X-Performance. Đó. Mã này thì chỉ chênh máy Z5 là 100.000 thôi nhá. Giá bán của nó là 1.350.000. Bộ nhớ RAM 3GB, ROM 32GB và chạy Snap 820 nhá. Con Snap 820 này thì mạnh hơn Z5 nhá. Anh em thấy ok không? À. Hàng bên mình thì hình thức 97, 98, 99%. Nguyên zin 100% luôn. Mình đảm bảo với anh em là nguyên zin 100% luôn. Nếu mà máy đã qua sửa chữa thì tặng luôn anh em máy. Phát hiện qua sửa chữa tặng luôn anh em máy nhá. Đó. Cam kết luôn. Đó. Sau đó là iPhone 7 bé nhỏ. Toàn hồng. Màu hồng cho những anh chàng mạnh mẽ. Giá của nó là 4.350.000 anh em nhé. Bên mình là test full rồi. Hình thức từ 96 cho đến 98%. Đó. Anh em thấy được không? Anh em nào ưng iPhone 7 hồng thì liên hệ ngay với mình nhé. Số lượng bên mình chỉ còn có mỗi 4 cây này thôi. Mình bán lẻ thôi. Đó. Lại quay lại Samsung nào. Samsung con này thì đắt hơn con Samsung Z330 một tí nhá. Đó là Samsung Z530. Đấy, toàn đen. Hình thức này. Bên mình còn hàng vừa về bên mình còn chưa vệ sinh luôn. Mới test xong. Giá của nó là 1.990.000 nhá. Đó.
Z530 nhỉ. Anh em nào quan tâm sản phẩm này thì để lại thông tin bên mình sẽ liên hệ nhé, hoặc là gọi trực tiếp qua số điện thoại 0368602222 để được mình tư vấn nhanh nhất nhé và đặt hàng nhanh nhất, tránh trường hợp hết hàng nhé anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Hẹn anh em vào dịp gần nhất để tới cửa hàng tham quan nhé. Xin chào tạm biệt anh em.